con lóc là con đứt á, bảo đảm chú luôn á, đang nặng lắm á, 50 quả. Con này lớn lắm chú, không phải nhỏ đâu, nó lên con này phải là 50 inch á, con không có giỡn chú á. Rồi sao nó quýnh phải con khen, cái này phải con khen con gì á, nghĩa là con cô bây giờ nó nặng lắm. Ghé mở rồi, ghé mở rồi. Jigging rod mà. Ở ta xả gì hết. Cái này lớn đó chú. Nó gặm dưới đá rất là hay. Rồi con này con đang ở đây. Nó ghim đó hay lắm. Con đang rồi. Đen rồi. Đang đen rồi. Đổi chú, má nó nặng quá, đi kêu không nổi. Lên rồi, từ từ chưa lên. Con gì á trời, cái này phải con kiến, con gì á. Cái này không phải kinh, cái con này là con đen, cô biết à. Khiên lại lên rồi. Oh, Jacquevelle. Man, it's a big ass jack. Big ass jack. Oh my god. Má nó kéo đồ hết hồn với con mệt quá. Oh my fucking god.